Tiến được miếng rồi. Thư cố lên, quả chuối của Thư sắp rụng rồi. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục tổ chức một trò chơi các bạn ạ. Rất là hay và thú vị luôn. Tiến thử xem nào, Tiến thử đưa lên đưa xuống nào. Có thấy dễ không? Dễ rồi. À dễ rồi ạ. Cái trò chơi hôm nay ấy, trò chơi đó là ăn chuối các bạn ạ. Thì làm như này á, dễ ạ. Trò này rất đơn giản luôn. Thế á, mọi người cùng chờ đón xem mình tổ chức cái trò chơi này cho các em chơi như nào nhé. Xem có đơn giản như các em nói không nhá. Nào Tiến cầm lấy. Và không được cầm lấy tay cầm quả chuối này để cho mồm đâu nhá. Vâng. Sẵn sàng chưa? Rồi. Tập trung nhá. Vâng. 1, 2, 3, bắt đầu. Cố lên. Cố lên. Cố lên nào. Không được cầm dây. Ai cầm dây là thua, không được cầm tay. Đấy, chỉ được gỡ rối thôi, không được cầm tay. Cố lên nào, nhanh lên. Sắp được rồi, ê, không được chống tay. Không được chống tay. Mỏi thì chúng ta có thể hạ chân xuống xong lại thả xuống tiếp nào. Cố lên nào. Thư đứng gần và mới làm được chứ. Đây, đây, đây. Đứng sát và mới ăn được chứ, như Tiến kìa. Đấy, Tiến sắp ăn được rồi, cố lên. À, Tiến ăn được một miếng. Nào, tiếp đi. Thư cố lên nào. Thư cố lên. Ôi, cao. Ôi, cao quá. Không được bắn tay vào tường. Không được bắn tay vào tường. Từ từ hắn ấy chứ. Nào, mình phải đứng sát vào chứ. Mình đứng sát vào như này chứ. Đấy, đứng sát vào. Không được tì tay vào từ chân vào tường các bạn. Ngã. Ngã phải làm lại. Nào. Không được lấy tay các bạn. Được rồi. Rồi, nào tiếp. Kệ nó, vẫn thả được thì vẫn được. Không được chống tay vào tường. Tiến không được chống tay vào tường nhá. Cố lên nào. Hai bạn, đứng sát vào đây. Đứng sát vào cái dây, thế đúng rồi nào. Nào, đứng lên tiếp tục nhanh lên, không là thua bây giờ. Nào. Tiếp tục đi, không là hết giờ. Đứng sát vào. Đừng nhìn chân Tiến kìa. Được rồi, Tiến không được cầm tay. Không được bám. Nào. Ai bám là thua. Mỏi là hạ xuống. Mỏi thì hạ chân xuống nhá. Nào. Đứng sát vào, phải đưa thế nào? Không phải là giơ lên như này đâu. Mắc rồi. Kệ, mắc vẫn thả được. Nào. Tiếp tục nào. Đứng sát vào. Không phải gỡ đâu, vẫn thả được mà. Cố lên. Nào. Tiến cố lên. Rồi. Bị kẹt à, được rồi. Nào, gỡ ra nào, tiếp tục. Trò chơi này để rèn cái tính kiên trì và dẻo dai của các bạn đây này các bạn này. Nhìn này. Đấy, nào, tiếp tục nhanh nhá. Tiến ăn được miếng rồi. Giờ tiếp. Mỏi. Cố lên nào. Tiến sắp được rồi. Nhanh lên. Cố lên. Đứng sát vào. Cười nó dậy nhỉ? Thư cứ cười cái lâu mới ăn được. Tiến bỏ tay ra. Ồ. Tiến giảm rồi. Nào tiếp đi. Cố lên. Nào Thư. Nhanh. Cứ cười thế là sao mà ăn được. Mỏi quá. Có dễ như lúc đầu em tưởng tượng không? Có dễ không? Hơi khó một tí ạ. À, hơi khó tí à? Thế thì làm đi nào. Tiến được miếng rồi. Thư cố lên, quả chuối của Thư sắp rụng rồi. Thả đi. Đây là đang xoắn vào mà. Đây là đang xoắn vào mà. Đừng có cười. Thôi để em xoay ra. Mình phải nghĩ là mình phải thắng ấy. Con Thư cứ làm lùng lẳng này sắp sửa rơi quả chuối rồi. Là thua. Ôi giời. Được rồi. Nào Tiến tiếp. Giữ chân đấy. Nào cố lên. Há mồm to vào đớp. Tiếp nào. Xong được rồi. Một chút nữa tôi lại được. Đi. Quan sát này. Quan sát này. Bạn Tiến rất là khéo léo luôn.
này các bạn ơi. Nhìn này, ăn sật tủ quả chuối rồi này. Thư cố lên nào, Thư cố lên một miếng nào. Trời ơi. Cố lên. Được chưa chị? Tiếp. Ăn tiếp. Không cần, cứ để thế. Nào. Mình cười đó các bạn là cứ quả chuối đến gần mồm lại bắt đầu cười không ăn được. Thôi khó khăn chịu thua. Ồ thế là bạn Thư đã chịu thua rồi. Nào. Gỡ dây nào. Qua một vòng đầu tiên các bạn ạ. Bạn Thư đã nhận thua, không làm được. Lúc đầu thì bảo dễ ợt, rất là dễ đây. Nhưng mà quả chuối cứ đến mồm là cười đây. Các bạn nhìn quả chuối sắp rụng rồi, sắp rụng xuống đến mồm rồi mà không làm được đây này. Phải nhận thua này các bạn này. Phần thi này đã thuộc về Tiến. Hello, thưởng cho Tiến một tràng pháo tay nào. Bây giờ thưởng cho anh Thư một miếng chuối để động viên tinh thần anh Thư nào. Có tinh thần chơi nhưng mà chưa được. À. Nào, cố lên nào. Nào, chuẩn bị nhá. Đấy, bây giờ chuối nó cứ lúc lắc này, đấy nào, sắp được rồi, cố lên nào. Đấy, có mỗi ăn không thôi, còn không ăn được các bạn. Nào, được rồi, nào. Từ nào, có mỗi việc ăn không thôi, còn không ăn được các bạn ạ. Rồi, bây giờ phần thi của các bạn đã xong, tí nữa sẽ trao giải nhá. Bây giờ hai bạn sẽ ra kia làm khán giả để vòng 2 tiếp tục lượt 2 của ông bà thi nào. Bây giờ mình sẽ buộc một lần nữa để đến vòng tiếp theo của ông bà. Tí nữa các bạn cùng đón xem nhá, vòng này rất là hay và hài hước các bạn ạ. Ê các bạn ơi, lượt vòng thứ 2 sẽ là đến ông bà. Ông đang bảo là cái này thì dễ quá. Nào, đơn giản, ê. Nào, nhanh. Đây nhá, nào ông đứng vào đây. Nào. Đây, cái này phải bó chân. Rồi. Ông bà là không được chống tay, không được chống chân nhá. Rồi. Không được lấy tay giữ chuối để cho mồm nhá. Ai ăn hết được quả chuối trước, ăn được hết quả chuối này sẽ là giành chiến thắng và nhận được một phần quà rất to của chương trình. Bắt ông đầu. Bà đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Nào. Bắt đầu nhá. Rồi. 2, 3, bắt đầu. Ông bà đấy chưa? Ông bảo dễ đi nào, ông ăn đây nào. Cố lên, cổ vũ đi nào, cố lên. Cố lên nào. Rồi, ông sắp được rồi. Ông bảo dễ à. Bao được chúng ta. Bắt đầu là. Bao được chúng ta. Cổ vũ đi nào, cổ vũ đi. Tiến đâu, Tiến thưa cổ vũ cho ông bà nào. Cố lên, cố lên. Ôi trời ơi, Ôi trời ơi, dễ à. Dễ nha. Ôi trời ơi. Ông định chơi miếng to đấy các bạn ạ. Ông định thả ăn miếng to các bạn ơi. Ui. Ăn miếng to. Đây. Bà sắp được rồi. Cần ăn một miếng là thắng rồi. Cố lên một miếng là được rồi. Cố lên. Nào, sắp được rồi. Cố lên. Sắp được rồi. Nào. Cố lên, sắp được rồi. À, dễ chưa? Cố lên nào. Bà sắp được rồi. Thế mới khó ăn chứ gì, buồn cười mới khó ăn chứ. Nào. Cổ vũ đi, bác Ngọc cổ vũ đi, sắp được rồi, sắp được. Tiến lúc nãy còn được 2 miếng cơ. Muốn được phần quà này khó lắm các bạn ạ. À, các bạn nhìn này. Im từ, mình tính. Quà sắp đến mồm rồi đấy các bạn ạ, mà chưa được đâu. Đấy mà, sắp được rồi, cố lên. Cố lên. Cố lên. Nào, cố lên bạn. Bà đã được một miếng rồi. Quá đủ mạnh,
Không. Nào giữa đây. Ba phải làm miếng nữa. Nào. Ơ. Ba phải làm miếng nữa, kệ đâu vẫn thả được. Đi đâu đang ngắm. Ngắm về cái đây. Đấy, à. Ông bảo dễ đi. Ông thua rồi, ông thua rồi, ông thua rồi. Nào. Từ từ xem nó cứ chiều trôi vậy. Ông bà. Cố lên, cố lên. Thả lên, thả đục phát như Tiến. Cố lên, cố lên, cố lên. Báo được chồng nha. À, buồn cười quá. Ôi cười nó quý cười. Chuối sắp đến mồm rồi mà vẫn không được. Thế nào? Ba không được chống mà. Nào. Mình tĩnh cứ để im. Yeah! À, đã được một miếng. Ông ngắm ngắm mãi. Mà thua nhưng mà vẫn là lần sau nha. Ở lại nào. Lần này ai cắn được miếng thứ hai mới giành chiến thắng nhá. Một đều rồi đấy. Một đều rồi. Nào. Cứ ai ăn được miếng thứ hai là thắng luôn. Ông bà cố lên. Ý hết cái là của anh đã. À, lúc đầu trượt rất nhiều các bạn ạ, nhưng mà ông đã cắn được miếng thứ hai rồi, đã giành chiến thắng rồi. Nào, nào cho bà thưởng bà một lần nữa nào. Nào cố lên một lần nữa. Ok. Rồi. Thôi chịu thua. À, vòng chơi này các bạn ạ, phần chiến thắng đã thuộc về ông. Và bà cũng đã cắn được một miếng rồi nhưng mà chậm hơn ông miếng nên là về giải nhì. Nào cứ chị Ngọc ơi, chuẩn bị vòng thứ ba này sẽ đến hai chị em mình nhá. Mà chỉ để được giơ chân như này để hạ chuối vào mồm thôi. Chị hiểu chưa? Hiểu rồi. Nếu mà mỏi chân thì mình lại hạ chân xuống nhá. Và dây nó quấn vào nhau thì mình được phép lấy tay để gỡ ra thôi. Rồi. Xong bắt đầu mình lại không được cầm tay vào đấy. Sao? Được chưa? Mồm để cắn nhá. Sẵn sàng chưa? Chị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Nào bắt đầu nhá. 2, 3 bắt đầu. Cái chân dưới đây này. Nó cứ dừng, 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 nó
Cố lên ạ. À. Ôi sao lúc đấy em phi mặt lên em ngọ được miếng to. Trơn đi. Của chị nói dung hạ quá. Đi, hạ đi, hạ đi. Xuống thế, cứ từ từ, từ từ. Bao giờ nó quay quắt quắt cái quả chuối vào mồm mày ngặn luôn. Hai ba. Chân phải co lên thì nó mới xuống. Rồi. Nói là như kiểu cá đớp mồi. Chắc nào đây để nhận phần thưởng nào. Nào. Ai thắng ba vòng thì bước lên trước một bước nào. Đây. Ôi dồi ôi, ba người thắng đứng gần nhau luôn. À. À, Thư đứng về đằng sau. Đấy. Bây giờ sẽ trao giải nhất trước các bạn ạ. Nào, nhắm mắt vào. Trao phần thưởng phải nhắm mắt vào nó mới bí mật chứ. Nào, xe đây ra. Sờ nắn xem nó là phần thưởng gì nhỉ? Quả chuối à? Mở mắt ra. Rồi, về chỗ. Nào, đến hai người giải nhì. Thôi giải nhì cho bước lên hai bước các bạn ạ. Nhì các bạn ạ, mình bước vào đây. Giải nhì của chúng ta là được phần thưởng 100 bàn tay. Trò chơi của chúng mình vừa rồi là mang tính chất rèn luyện và kiên trì cho tất cả mọi người. Và video của chúng mình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào tất cả mọi người.